Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Diều hâu và cú mèo. Diều hâu và cú mèo sống cùng một khu rừng, bay chung một bầu trời, nhưng lúc nào cũng gây sự với nhau. Nhìn cái mặt là không thể ưa nổi rồi. Vậy thì mặt anh dễ ưa lắm đó hả? Ai cho anh bay trên đầu tôi hả? Đây là vùng trời của tao chứ bộ. Bầu trời là của chung chứ. Tao thích là của tao đó. Một bữa, cú mèo tới thời kỳ sinh nở. Sợ diều hâu ăn mất con của mình, nên nó nảy ra ý định làm quà với diều hâu. Anh diều hâu ơi, chúng ta làm quà nha. Ngày nào cũng đánh nhau, tôi mệt lắm. Tôi cũng thấy vậy. Đánh nhau với chị chỉ tổ mệt người, chẳng được tích sự gì. Nhưng mà chị phải hứa không được bắt con tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho chị đâu, chị nhớ chưa? Tôi hứa mà, anh cũng không được bắt con tôi đâu đó nha. Tôi xin lấy danh dự vua của các loài chim ra cam đoan với chị. Chị hãy yên tâm đi. Nhưng anh có biết mặt các con của tôi không? Tôi được gặp mặt chúng hồi nào đâu mà biết. Thế thì không ổn. Tôi lo lắm. Lỡ anh gặp chúng mà lại không biết đó là con của tôi, thì anh sẽ ăn thịt chúng mất. Vậy thì chị mau tả hình dáng của chúng cho tôi biết đi. Chỉ cần nhận ra chúng là con chị, thì tôi đảm bảo sẽ không làm hại chúng. Thì các con tôi trông rất đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Anh mà gặp chúng thì chắc chắn sẽ nhận ra liền. Anh nhớ nha, nếu không các con tôi sẽ gặp nguy hiểm đó. Một hôm, diều hâu đi kiếm thức ăn. Nó bay qua một hang núi và nhìn thấy mấy con vật trông rất kỳ quái và xấu xí. Xấu xí như thế này, chắc là không phải con của chị cú mèo rồi. Chị nói với mình là con chị xinh đẹp và đáng yêu lắm kia mà. Được, mình sẽ dùng chúng làm bữa tối luôn. Chết rồi, các con của tôi đâu rồi? Ai đã lấy con của tôi đi đâu mất rồi? Các con ơi! Diều hâu khốn nạn! Mày sẽ biết tay bà! Thằng diều hâu khốn nạn! Quân trộm cướp! Độc ác kia! Chị rảnh việc nên qua đây kiếm cớ gây sự đó hả? Sao mày dám chờ tao đi vắng rồi lẻn vào ăn thịt các con tao? Đồ bạo chúa! Chị nói thế là không đúng. Chẳng phải chị từng nói các con chị xinh đẹp và đáng yêu lắm kia mà. Tôi nhìn kỹ lắm rồi. Mấy đứa trẻ tôi ăn thịt trông chúng nó xấu quắc à! Trời ơi, chúng chính là con của tôi đó. Vậy thì chị phải thông cảm đi, cái này không phải là lỗi của tôi mà. Ai bảo chị tả không đúng, chứ tôi nào đâu có giả tâm làm hại con chị. Cũng tại chị khoa trương với diều hâu rằng lũ trẻ nhà chị vô cùng xinh đẹp. Nó đâu có nghĩ đó là các con chị. Thôi, giờ cơ sự đã rồi, chị ráng chịu đi chứ biết làm sao. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải nhận biết đúng về bản thân. Bất cứ ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nhưng nếu bạn cố che giấu khuyết điểm của mình, sẽ đến một lúc nào đó bạn bị lâm vào hoàn cảnh của cú mèo.